Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Đến hơn 23 giờ ngày 17 tháng 3, lực lượng chức năng đã gỡ phong tỏa đường Việt Bắc, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng sau khi kiểm tra chiếc vali được phát hiện bên đường. Theo người dân khoảng 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, họ phát hiện một chiếc vali màu xanh bị vứt trên vỉa hè đường Việt Bắc. Theo quan sát, chiếc vali có màu xanh, tay cầm màu trắng, có khóa số. Tối cùng ngày, nhiều trang mạng xã hội cũng chia sẻ thông tin trên cùng một số bình luận bàn tán về vụ việc. Do vali còn mới và bị khóa khiến người dân nghi vấn nên trình báo lực lượng chức năng. Nhận thông tin, lực lượng công an quân đội đã có mặt tại hiện trường tiến hành tạm thời phong tỏa khu vực có chiếc vali để kiểm tra cạnh đó có khá đông người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành mở chiếc vali, nhưng bên trong không có gì nguy hiểm. Theo ghi nhận, bên trong chứa rác và bún khô. Đáng nói, trước đó vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, một chiếc vali nghi có vật thể lạ được vứt trước cổng trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cũng khiến dư luận quan tâm xôn xao. Cụ thể, trưa ngày 10 tháng 1, Nhân viên bảo vệ trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh phát hiện một người đàn ông cầm chiếc vali đứng rất lâu trước cổng trường phía đường Lê Lợi. Do nghi ngờ bảo vệ liền đến hỏi thì người đàn ông vội vứt vali lại rồi bỏ chạy. Trước hành động lạ của người này, bảo vệ vội báo cáo lãnh đạo trường. Nhận được tin báo của nhà trường, cơ quan chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và kiểm tra xác minh. Đến chiều cùng ngày, vali lạ này đã được cơ quan chức năng xác định được chủ nhân là L. q Dê, trú tại phường Thuần Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bên trong vali lạ để lại trước cổng trường có những món đồ như lọ sơn màu, tua vít, bị thư rỗng. Gia đình xác nhận ông Dê đang điều trị bệnh tâm thần. Qua đây, cơ quan chức năng khuyến cáo để người dân biết tránh lan truyền thông tin thiếu kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.